Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Phong Thủy May Mắn. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu ông cha ta đã quan niệm rằng người đến xông đất đầu năm mang tác động lớn đến vận mệnh của chủ nhà. Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người, ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của một năm cũ và năm mới vào ngày mùng 1 Tết. Tại thời điểm này thì nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp. Ngược lại, nếu năm đó người đến xông đất mang tuổi xung với cả gia chủ thì đem lại cho bản thân chủ nhà cũng như là các thành viên trong gia đình một năm đầy bất lợi. Từ sức khỏe đến công việc và chuyện tình cảm đều bị ảnh hưởng xấu. Do đó, xem và chọn tuổi xông nhà xông đất đầu năm 2020 là rất cần thiết, mang lại may mắn lộc tài cả năm cho gia chủ và cả gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyên tắc chọn tuổi xông nhà đầu năm. Xông đất xông nhà hay còn gọi là đạp đất được xem là một trong những tục lệ đã có từ rất lâu đời của người Việt Nam. Đây là một trong những việc quan trọng đầu năm nên rất được mọi người quan tâm chú ý. Hơn nữa thì từ xưa người ta luôn cho rằng vào đầu năm ngày này nếu tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ may mắn thì cả năm đó cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Do đó cứ vào cuối năm thì mọi người thường tìm người thân trong họ hàng, hàng xóm hay là bạn bè có tính vui vẻ nhanh nhẹ đến xông đất. Vậy xông đất là gì? Xông đất chính là việc người khách đến chơi nhà đầu tiên ngay sau khoảnh khắc giao thừa. Dù là bất cứ ai thì cùng với lời chúc thì tức là đã xông nhà cho gia chủ. Kể cả người trong gia đình đi đâu đó về và vào nhà đầu tiên sau giao thừa cũng coi như đã tự xông đất cho nhà mình. Xông đất là một việc rất quan trọng vì đây không chỉ là tục lệ mà nó còn mang tính chất quyết định sự may mắn trong cả năm cho gia đình mình. Nếu đầu năm suôn sẻ hanh thông tức là khởi đầu cho một năm thuận lợi, vậy nên năm đó có suôn sẻ thuận lợi hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào người tới xông đất. Vì vậy, xem tuổi xông đất để có thể chọn được người hợp tuổi với gia chủ là điều việc làm cần thiết và hết sức là quan trọng. Sau khi xem xét, bạn sẽ biết được tuổi nào xung với bạn để từ đó tránh mượn nhờ đến xông đất để tránh sự xui xẻo xảy ra. Đồng thời thì nên chọn tuổi đẹp phù hợp với mình để xông đất. Nếu tuổi người xông nhà không phạm tuổi hạn và không khắc kỵ tuổi gia chủ thì năm đó sẽ là năm may mắn của gia đình bạn. Bởi người này sẽ mang tới sự khởi đầu suôn sẻ, may mắn, tốt đẹp. Chính sự khởi đầu này thì sẽ làm cho các thành viên trong gia đình có một năm đầy tài lộc, an khang, mọi điều sẽ diễn ra như ý. Tuy nhiên, nếu người xông đất kỵ và xung khắc tuổi gia chủ thì điều này hoàn toàn không tốt. Nó mở ra sự khởi đầu với rất nhiều khó khăn, trắc trở. Nên trong suốt một năm đó thì gia chủ và các thành viên thường gặp khó khăn, nhiều thất bại trong sự nghiệp học hành. Thậm chí thì còn ảnh hưởng xấu đến sự bình an, sức khỏe và cả tính mạng. Cho nên xem hợp tuổi và người tuổi xông đất không phạm năm hạn là điều rất quan trọng nên gia chủ cần phải lưu ý nhé. Vậy, cần có những quy tắc nào để chọn người xông đất xông nhà mình cho được may mắn, tài lộc, an khang? Quy tắc chọn người xông nhà đầu năm 2020. Thứ nhất là người hợp tuổi với gia chủ. Vào sáng mùng 1 Tết thì người bước vào nhà đầu tiên được coi là người đến xông nhà đầu năm mới. Vì vậy, để cả năm gặp nhiều may mắn thì cần chọn người có tuổi tương hợp với tuổi của gia chủ. Nghĩa là chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi chủ nhà. Cần tránh chọn người xông nhà có tuổi phạm vào tứ hành xung. Vì nếu như vậy thì sẽ dẫn đến việc gặp phải những điều không may, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và gia đình. Thứ hai là người có vía tốt. Người có tuổi hợp để xông đất cho chủ nhà cũng phải là người có vía tốt. Bởi theo quan niệm, người nào vui vẻ, tốt tính, sởi lợi, thật thà sẽ là người có duyên, có vía tốt, đem lại may mắn, thịnh vượng. 3. Kiêng người có tang. Vào dịp đầu năm mới thì mọi người đều sẽ kiêng kỵ những điều xui xẻo không may. Vì vậy, chọn người đến xông đất đầu năm 2020 cần tránh người đang trong thời gian chịu tang, có chuyện kiện cáo, tranh chấp để tránh đem lại điều xấu, rủi ro cho gia đình. Xem tuổi xông nhà vào đầu năm 2020 sẽ cung cấp cho các bạn có tuổi hợp với bạn để xông đất tốt, may mắn. Để từ đó bạn biết được năm nay tuổi nào xông nhà tốt và tránh được những tuổi khắc với mình, nhằm đem lại cát khí tài lộc cho cả gia đình trong năm mới.
gia chủ hoặc là người khách đến sông nhà nên sử dụng kim bài thái tuế giúp cho cả năm được bình an may mắn. Kim bài thái tuế là vật phẩm hộ thân, bảo hộ, giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, sức khỏe, phúc lộc, dồi dào. Thật tốt khi vào ngày mùng 1 bạn hoặc là người khách đến chơi nhà sông đất cho bạn sử dụng vật phẩm này, vừa giúp hóa giải thái tuế, phù thái tuế, nghênh đón thái tuế trong năm, cùng với cầu mong sức khỏe, tiền bạc, bình an vạn thọ, phúc mãn đường, tân niên như ý, phúc lộc đầy nhà. Xem tuổi sông đất năm 2020 theo tuổi 12 con giáp, chủ nhà tuổi Tý, chọn người tuổi Thân, Thìn, Tam hợp, tuổi Sửu, Nhị hợp. Chủ nhà tuổi Sửu chọn tuổi Tỵ, Dậu, Tý. Chủ nhà tuổi Dần thì chọn tuổi Ngọ, Tuất, Hợi. Chủ nhà tuổi Mão chọn tuổi Mùi, Hợi, Tuất. Chủ nhà tuổi Thìn chọn tuổi Tý, Thân, Dậu. Chủ nhà tuổi Tỵ chọn tuổi Sửu, Dậu, Thân. Chủ nhà tuổi Ngọ chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi. Chủ nhà tuổi Mùi chọn tuổi Mẹo, Hợi, Ngọ. Chủ nhà tuổi Thân chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ. Chủ nhà tuổi Dậu chọn tuổi Sửu, Tỵ, Thìn. Chủ nhà tuổi Tuất chọn tuổi Dần, Ngọ, Mẹo. Chủ nhà tuổi Hợi chọn tuổi Mẹo, Mùi, Dần. Xem tuổi sông đất năm 2020 theo mệnh. Chủ nhà mệnh Kim thì nên chọn người mệnh Thổ, Thủy, Kim. Chủ nhà mệnh Mộc thì nên chọn người mệnh Thủy, Hỏa, Mộc. Chủ nhà mệnh Thủy thì nên chọn người mệnh Kim, Mộc, Thủy. Chủ nhà mệnh Hỏa chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hỏa. Chủ nhà mệnh Thổ chọn người mệnh Hỏa, Kim, Thổ. Cách chọn tuổi đến sông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sông nhà là thời khắc sau khi đón giao thừa. Người nào bước vào nhà mình đầu tiên với lời chúc năm mới gửi đến chủ nhà thì người đó được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Có nhiều cách để lựa chọn được người mời đến sông nhà đầu năm mới 2020. Dưới đây là các tiêu chí để lựa chọn được người mời đến sông nhà đầu năm mới 2020 này. Thứ nhất, người được mời đến sông nhà đầu năm mới là người phải có ngũ hành thiên can địa chi tương sinh, tương hợp, tam hợp, lục hợp với chủ nhà và năm sông nhà đầu năm 2020 này. Từ đó thì chúng tôi sẽ đánh giá số điểm theo sự khắc hợp lựa chọn ra người tốt nhất để gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 mời đến sông nhà đầu năm mới 2020 này. Do vậy, nếu bạn tự mình muốn xem tuổi sông nhà thì cần phải xem xét tuổi mà mình mời đến sông nhà có mệnh thiên can địa chi có tương sinh với tuổi và năm 2020 hay không. Thứ hai, một việc cũng rất quan trọng sau khi đã chọn được tuổi sông nhà vào năm 2020 của tuổi Giáp Tý là vấn đề đạo đức nhân phẩm của người được lựa chọn. Người được chọn phải là người có đạo đức nhân phẩm tốt, là người mạnh khỏe, có tính cách vui vẻ cởi mở. Đồng thời, nếu người được mời đến đang ăn nên làm ra thành đạt thì sẽ giúp cho gia chủ bước sang năm mới 2020 thành công trong kinh doanh làm ăn. Gia chủ thì cũng cần chú ý tránh mời những người đang có tang sự đến sông nhà sông đất cho mình vào đầu năm mới. Nếu gia chủ đang có tang thì cũng nên tránh đến sông nhà cho người khác, kẻo mang vận đen cả một năm đến cho gia đình người khác. Còn một việc cần chú ý là tuyệt đối kiêng cữ là mời người khác mang bầu đến sông đất cho gia chủ, cũng như là người mang bầu cần tránh đi sông đất cho người khác đầu năm mới, đi chúc Tết thì qua trưa mùng 1 hãy đi. Nếu các tuổi sông nhà là tốt nhất cho gia chủ tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc là có nhưng không thể đến sông nhà được thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi của gia chủ. Gia chủ tuổi Giáp Tý thì nên mời các tuổi Thân, Sửu, Thìn để mời đến sông nhà đầu năm 2020. Danh sách tuổi hợp đến sông nhà 2020 tuổi Giáp Tý. Người đầu tiên sông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn, mời người đến sông nhà ở phía trên thì dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất đến sông đất đầu năm. Những người được lựa chọn là người có tử vi tương sinh với tuổi gia chủ và năm sông nhà 2020 theo thiên can địa chi và ngũ hành. Hướng xuất hành tốt nhất đầu năm mới 2020 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Một việc cũng rất quan trọng sau khi lựa chọn được tuổi nào tốt để mời đến sông nhà cho mình là việc lựa chọn hướng xuất hành đầu năm mới 2020. Theo quan niệm
của cha ông ta thì chọn hướng xuất hành là việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh cả năm của gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xuất hành có nghĩa là hướng đầu tiên gia chủ bước ra khỏi nhà mình sau khi đón giao thừa. Ngày nay thì việc xuất hành thường là việc đi lễ chùa hay là khi giao thừa hay đến chúc Tết đầu năm cho anh em họ hàng. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh mỗi gia đình nên thời gian đi lại khác nhau, có người thì tận mùng 2 hay là mùng 3 mới xuất hành. Khi xuất hành đầu năm, gia chủ cần biết được giờ nào tốt xấu xuất hành và hướng nào tốt xuất hành trong ngày để đón tài lộc cho mình. Dưới đây là danh sách các ngày tốt xuất hành cho nam nữ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Mùng 1 Tết Nguyên đán thứ 7 ngày 25 tháng 1 xuất hành hướng Đông. Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Chủ nhật ngày 26 tháng 1 xuất hành hướng Bắc. Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán thứ 2 ngày 27 tháng 1 xuất hành hướng Nam. Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm 2020 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Giống như việc xông nhà và xuất hành thì việc mở hàng đầu năm là một phong tục rất lâu đời của người dân Việt ta. Ngày mở hàng đầu năm là một ngày rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới công việc làm ăn cả năm của gia chủ. Đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn thì việc này là việc không thể thiếu, cực kỳ quan trọng. Ngày giờ tốt được lựa chọn để mở hàng đầu năm, mở cửa công ty, doanh nghiệp để có một năm làm ăn buôn bán được thành công và phát triển rực rỡ. Đối với người làm ăn thì cần chọn được người hợp tuổi với gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 để mời đến mở hàng. Người đến mở hàng nên chọn đàn ông, tránh phụ nữ mang thai, người có tăng tóc đến mở hàng cho bạn. Nếu kỹ tính hơn thì nên chọn người có đạo đức, tư cách tốt, gia đạo tốt, đang ăn nên làm ra thì lại càng tốt. Các ngày giờ đẹp để mở hàng khai trương đầu năm 2020 Canh Tý. Vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán thứ 2 ngày 27 tháng 1, giờ tốt Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Mùng 5 Tết Nguyên đán thứ 4 ngày 29 tháng 1, giờ tốt Dần 3 đến 5 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Tỵ 9 đến 11 giờ, Thân 15 đến 17 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Mùng 10 Tết Nguyên đán thứ 2 ngày mùng 3 tháng 2, giờ tốt Tý 23 đến 1 giờ, Sửu 1 đến 3 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Thân 15 đến 17 giờ và Dậu 17 đến 19 giờ. Các bạn vừa xem qua danh sách các tuổi tốt nhất để gia chủ tuổi Giáp Tý năm 1984 mời đến xông nhà đầu năm mới 2020. Ngoài ra thì gia chủ cần xem thêm ngày tốt xuất hành và mở hàng đầu năm tốt nhất cho tuổi mình để có một năm mới 2020 được bình an và may mắn. Để xem tuổi xông đất cho anh em, bạn bè, gia chủ, hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem cho các tuổi khác nữa nhé! Chúc gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 đón năm mới 2020 bình an, may mắn, an khang và thịnh vượng. Hy vọng rằng những kiến thức mà Phong Thủy May Mắn tổng hợp chia sẻ trên đây sẽ đem lại nhiều hữu ích cho các bạn. Để hiểu thêm các kiến thức về phong thủy, biết được vận hành của các tuổi trong năm Canh Tý 2020, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé. Và các bạn cũng đừng quên để lại quan điểm cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để Phong Thủy May Mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.